Đến hẹn lại lên vào chiều ngày hôm qua mùng 2 tháng 9, Hòa nhạc Điều Còn Mãi 2016 đã trở lại với công chúng yêu nhạc thủ đô với một nhạc mục đặc biệt tại Nhà hát Lớn. Chương trình gồm các tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc tiêu biểu của Việt Nam qua các thời kỳ do chính các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn. Chương trình Hòa nhạc Điều Còn Mãi 2016 mang tới cho khán giả những tác phẩm thấm đượm tình yêu quê hương đất nước như Cảm xúc tháng 10, Bốn bức tranh, Tình ca Tây Bắc, Bạch Đằng Giang. Bên cạnh hai gương mặt quen thuộc là ca sĩ Đăng Dương và Tùng Dương, lần đầu tiên Hòa nhạc Điều Còn Mãi đón chào các ca sĩ Lê Anh Dũng, Hồng Vy, Thành Lê. Tất cả các tác phẩm được trình diễn đều được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối mới dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Chương trình năm nay tiếp tục có sự đồng hành của các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam. Cái Hòa nhạc Điều Còn Mãi tôi nghĩ rằng là nó đã hòa nhịp cùng với cả tình yêu dân tộc, cùng với cả niềm tự hào dân tộc, cho nên là dù là có nhiều chương trình thì tôi nghĩ là chương trình Hòa nhạc Điều Còn Mãi thì vẫn có sức sống tự thân khi mà chúng tôi ban đầu nghĩ ra. Tôi hy vọng là trong tương lai thì có lẽ là cái buổi Hòa nhạc Quốc gia Điều Còn Mãi này có lẽ không nên diễn một buổi mà có lẽ phải diễn vài buổi để cho đủ cái lượng khán giả. Một buổi thì cái công chuẩn bị rất là công phu và tôi cũng muốn là nó sẽ được nhân rộng hơn nữa, nhiều khán thính giả và được cảm nhận cái chương trình này. Lần đầu tổ chức vào năm 2009, 7 năm qua, Hòa nhạc Quốc gia Điều Còn Mãi đã trở thành một sự kiện văn hóa đỉnh cao tại thủ đô vào đúng ngày Tết Độc Lập.